Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình tối nay thứ 6, ngày 18 tháng 10 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Đại hội thi đua yêu nước Cựu chiến binh gương mẫu tỉnh Thanh Hóa lần thứ 7. 70 năm đã trôi qua nhưng ký ức về hành trình lịch sử tập kết xa Bắc vẫn còn in đậm trong tâm trí của các thế hệ học sinh miền Nam. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 18 tháng 10, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2024. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đào Xuân Niên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Đào Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy lại Thế Nguyên đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến phụ nữ toàn tỉnh và khẳng định phát huy truyền thống quê hương bà Triệu. Nhiều năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu là một trong những tổ chức hội có nhiều phong trào, nhiều mô hình cách làm hay được Trung ương Hội đánh giá cao. Đặc biệt cách chỉ đạo, cách làm của các cấp hội phụ nữ đã để lại kết quả trong thực tiễn, được cấp ủy chính quyền địa phương ghi nhận. Qua đó, đội ngũ cán bộ ở các cấp hội trong tỉnh đã thực sự trưởng thành, vững vàng trong quản lý điều hành và trong xây dựng tổ chức hội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ đồng tình cao với các kế hoạch phương hướng của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong thời gian tới, đồng thời mong muốn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 18, nhiệm kỳ 2021-2026, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ngoài tổ chức tốt phong trào do tổ chức hội phát động, các cấp hội phụ nữ cần quan tâm tập hợp và bảo vệ quyền lợi cho trẻ em, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tham gia thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động lớn của tỉnh đối với cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong hai năm 2024-2025 theo tinh thần chỉ thị 22 của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy mong muốn phụ nữ trong tỉnh bằng lòng nhân ái của mình lan tỏa đến hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, vận động chị em với tinh thần lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, cùng với Đảng bộ, chính quyền nhân dân trong tỉnh phấn đấu hoàn thành xây dựng 5.000 nhà ở cho người nghèo trong 2 năm 2024-2025. Tích cực tham gia thực hiện đề án xây dựng xã phường thị trấn, huyện thị xã thành phố không ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2024-2029 nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm, giúp nhiều người, nhiều nhà thoát khỏi hiểm họa về ma túy và đem lại cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc cùng với đó các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục vận động chị em để mạnh sản xuất phát triển nông nghiệp sạch nông nghiệp xanh nông nghiệp hữu cơ nâng cao giá trị sản xuất đảm bảo an toàn cho người sử dụng phụ nữ các huyện ven biển tích cực vận động người thân trong gia đình thực hiện chỉ đạo của chính phủ và ủy ban nhân dân tỉnh về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định iuu giúp ngành thủy sản việt nam gỡ được thẻ vàng để phát triển bền vững Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên mong muốn các cấp hội phụ nữ trong tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tiếp tục phát động các phong trào thi đua gắn với yêu cầu thực tiễn, thực hiện hiệu quả chủ đề năm là chủ đề số để góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh. Sáng nay ngày 18 tháng 10, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 7, giai đoạn 2024-2029 và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, mùng 6 tháng 12 năm 1989, mùng 6 tháng 12 năm 2024. Tới dự có các đồng chí: Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, đại diện Hội cựu chiến binh các tỉnh, Nghệ An, Quảng Nam và gần 200 đại biểu ưu tú điển hình tiên tiến, đại diện cho gần 21 vạn hội viên cựu chiến binh trong toàn tỉnh. Năm 1990, Hội cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa được thành lập. Trong suốt 35 năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh trưởng thành cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt trong giai đoạn 2019-2024, phong trào thi đua yêu nước, cựu chiến binh gương mẫu đã được lan tỏa sâu rộng, trở thành nguồn động lực mạnh mẽ, thúc đẩy các thế hệ cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, khẳng định vị trí vai trò trong thời kỳ mới. Hội đã không ngừng phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tham gia tích cực vào các phong trào xây dựng nông thôn mới, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và công tác an sinh xã hội. 5 năm qua đã có trên 3.100 hộ cựu chiến binh thoát nghèo, hơn 2.700 hộ cựu chiến binh vươn lên khá giàu, góp phần giảm tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo xuống còn 1,8%, tỷ lệ hộ cựu chiến binh khá và giàu tăng lên. Giai đoạn 2024-2029, Hội cựu chiến binh tỉnh đề ra 5 chỉ tiêu và 5 biện pháp trọng tâm nhằm thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu xây dựng hội vững mạnh toàn diện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của hội và địa phương trong đó phấn đấu 100% tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, giảm tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo toàn tỉnh xuống dưới 1%, không còn gia đình hội viên ở nhà rột nát tạm bợ thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Trung ương và địa phương phát động, tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Phát biểu tại đại hội, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024 của các cấp hội cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa. Các đồng chí cũng đề nghị Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quán triệt triển khai có hiệu quả công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị tư tưởng trong giai đoạn mới, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng dư luận xã hội làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần giữ vững ổn định chính trị đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đầu thanh tùng cũng đề nghị hội cựu chiến binh tỉnh thực hiện ra soát bổ sung và xây dựng các chương trình kế hoạch giải pháp phù hợp với từng địa phương đơn vị để phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu đi vào thực chất có hiệu quả tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đồng thời thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ góp phần ngăn chặn tệ nạn xã hội nâng cao lý tưởng hoài bão cho thanh thiếu niên Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước, Cựu chiến binh gương mẫu toàn quốc lần thứ 7, giai đoạn 2024-2029. Nhân dịp này, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã trao tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc giai đoạn 2019-2024 của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa và 6 đơn vị cấp huyện, tặng bằng khen của Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho 6 tập thể và 12 cá nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 20 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Tiếp tục chương trình công tác đối ngoại và xúc tiến đầu tư năm 2024, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã thăm làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp Bang New South Wales và trường đại học AMIT Australia tham gia đoàn công tác có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, Lê Quang Hùng, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, Lê Anh Xuân, bí thư thành ủy thành phố Thanh Hóa, Trần Văn Hải, bí thư đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành địa phương và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Phó bí thư tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với hiệp hội doanh nghiệp bang New South Wales có trụ sở chính tại thành phố Sydney, thủ phủ bang New South Wales, Australia. Tổ chức này đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp gồm hơn 100.000 công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực trên khắp đất nước. Với lịch sử hình thành và phát triển lâu đời gần 200 năm, Hiệp hội Doanh nghiệp bang New South Wales có tiếng nói uy tín với chính phủ Australia, thông qua đó để bảo vệ quyền lợi cũng như hỗ trợ định hướng phát triển cho các doanh nghiệp thành viên. Ông Graeme Barry, cố vấn thương mại quốc tế Hiệp hội Doanh nghiệp bang New South Wales, vui mừng chào đón đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đến làm việc với hiệp hội, đồng thời nhấn mạnh từ đầu năm đến nay, tổ chức này đã tiếp đón 4 đoàn cấp địa phương của Việt Nam. Điều này cho thấy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia nói chung, giữa các tổ chức doanh nghiệp hai bên nói riêng đang ngày càng sôi động. Ông Graeme Barry cho biết, một trong những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới của Hiệp hội Doanh nghiệp bang New South Wales là đa dạng hóa các đối tác kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp thành viên thực hiện xúc tiến thương mại và đầu tư tại khu vực ASEAN, đặc biệt là Việt Nam. Australia và Việt Nam hiện là đối tác chiến lược toàn diện, hai bên đã ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực đây chính là cơ hội để chính phủ Việt Nam cũng như các địa phương, trong đó có tỉnh Thanh Hóa, thu hút đầu tư mở rộng hợp tác. Ông Grammy Berry khẳng định, với vai trò và nhiệm vụ của mình, Hiệp hội Doanh nghiệp bang New South Wales sẽ tích cực hỗ trợ kết nối doanh nghiệp hai bên một cách tốt nhất. Phó Bí thư tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đánh giá cao năng lực uy tín của Hiệp hội Doanh nghiệp bang New South Wales, đồng thời nhấn mạnh, Chuyến thăm làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ Australia-ASEAN nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp hai bên nói riêng. Chuyến làm việc lần này của đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa chính là hoạt động thiết thực để triển khai mối quan hệ này. Giới thiệu về những tiềm năng thế mạnh, các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh, Phó Bí thư tỉnh ủy cho biết, Thanh Hóa có điều kiện tự nhiên phong phú, cơ sở hạ tầng đồng bộ và cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh với hơn 20.000 thành viên đang hoạt động sôi động trên tất cả các lĩnh vực, đồng chí tin tưởng rằng với vai trò là một tổ chức có số lượng thành viên đông đảo hiệp hội doanh nghiệp bang new south wales sẽ làm tốt vai trò cầu nối để thúc đẩy thương mại đầu tư kinh doanh giữa tỉnh thanh hóa và australia cũng như hỗ trợ kết nối hợp tác giữa các doanh nghiệp hai bên tỉnh thanh hóa sẽ luôn đồng hành tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp australia đến đầu tư trên địa bàn cũng như hỗ trợ để doanh nghiệp hai bên hợp tác hiệu quả Trước đó, Phó Bí thư tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm làm việc tại trường đại học IMIT tại thành phố Melbourne, bang Victoria. Hiện nay, IMIT là một trong những trường đại học công lập lớn nhất tại Australia với khoảng 85.000 sinh viên theo học mỗi năm, trong đó gần 40% là sinh viên quốc tế. Sinh viên có thể lựa chọn từ hơn 470 chương trình học với các cấp độ khác nhau, từ các chương trình tiếng Anh cho đến sau đại học. Tại Việt Nam, trường đại học RMIT có hai cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội với hơn 2.000 sinh viên mỗi năm. Trao đổi với ông Leighton Pai, đồng sáng lập Viện Chính sách Australia Việt Nam, Giám đốc điều hành quốc tế trường đại học RMIT, Phó Bí thư tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh bày tỏ ấn tượng trước quy mô, uy tín và những thành tiệu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo của trường. Đồng thời nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm đến giáo dục và đào tạo, dành nhiều nguồn lực đầu tư phát triển. Đối với giáo dục phổ thông, Thanh Hóa có hệ thống cơ sở vật chất, trường lớp khá hoàn thiện, đội ngũ giáo viên đảm bảo tiêu chuẩn. Thanh Hóa cũng đã sớm đưa môn tiếng Anh vào giảng dạy cho học sinh ngay từ lớp 1. Trình độ tiếng Anh của học sinh Thanh Hóa đang ngày càng tiến bộ. Bên cạnh đó, Thanh Hóa có hai trường đại học lớn là Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, cùng nhiều phân hiệu đại học, cao đẳng dạy nghề. Các trường đào tạo đa ngành nghề và đang phát triển theo xu hướng giáo dục hiện đại, tăng cường hợp tác với nhiều trường đại học quốc tế. Đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy mong muốn với kinh nghiệm đầu tư hợp tác giáo dục đào tạo tại Việt Nam, thời gian tới, trường đại học AMIT sẽ tìm hiểu, nghiên cứu thiết lập quan hệ hợp tác trong việc trao đổi giảng viên sinh viên với các trường đại học của tỉnh Thanh Hóa, nhất là trong những lĩnh vực mà trường đại học AMIT có thế mạnh như ngoại ngữ, công nghệ, kế toán tài chính truyền thông. Phó Bí thư tỉnh ủy cho biết, sau chuyến làm việc này sẽ yêu cầu các trường đại học tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng kết nối, xúc tiến hợp tác với trường đại học AMIT góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh. Sáng nay ngày 18 tháng 10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị công bố quyết định số 509 ngày 13 tháng 6 năm 2024 và quyết định số 991 ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống du lịch và mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 63 tỉnh thành trên cả nước. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh và các đơn vị liên quan. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố các quyết định phê duyệt quy hoạch hệ thống du lịch và mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, các quy hoạch đã xác định mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, định hướng phát triển, danh mục dự án ưu tiên đầu tư, giải pháp thực hiện. Mục tiêu tổng quát đặt ra là đến năm 2030, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, trở thành điểm đến có năng lực phát triển hàng đầu thế giới. Tầm nhìn đến năm 2045, du lịch khẳng định vai trò động lực của nền kinh tế, điểm đến nổi bật toàn cầu trong nhóm quốc gia phát triển du lịch hàng đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đối với quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, mục tiêu là phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa quốc gia đồng bộ, hiện đại, bản sắc, hướng đến xây dựng hình ảnh quốc gia gắn với tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định và nhu cầu thực tiễn. Để thực hiện tốt các nội dung quy hoạch, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung cốt lõi của quy hoạch nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trên cơ sở các nội dung quy hoạch các cấp ngành địa phương đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo tính thống nhất đồng bộ người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của địa phương đơn vị mình để tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quản lý quy hoạch để vừa đảm bảo quy hoạch được triển khai trong thực tế vừa phát huy tối đa nguồn lực thực hiện tập trung nghiên cứu sửa đổi đề nghị sửa đổi các chủ trương chính sách quy định đã ban hành để phù hợp với quy hoạch có kế hoạch ưu tiên đầu tư các công trình dự án quan trọng phục vụ phát triển văn hóa thể thao và du lịch, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch. Sáng nay, Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Học viện Tư pháp Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác thi hành án giữa Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa với cán bộ thi hành án nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Lãnh đạo cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa đã giới thiệu khái quát về cơ cấu tổ chức, tình hình và kết quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác thi hành án dân sự. Tại buổi tọa đàm, cán bộ thi hành án nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và cán bộ thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa cũng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các kỹ năng tiếp nhận bản án, quyết định của tòa án, tiếp nhận yêu cầu thi hành án việc ban hành các quyết định thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, kỹ năng áp dụng các biện pháp đảm bảo trong thi hành án, các vấn đề liên quan đến cưỡng chế thi hành án, vấn đề định giá, bán đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự. Chương trình tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác thi hành án nằm trong kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào nhằm bồi dưỡng cho cán bộ thi hành án của Bộ Tư pháp Lào, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng và Bác Hồ nhằm chuẩn bị lực lượng cách mạng lâu dài cho đất nước. Trong suốt 21 năm, từ năm 1954 đến năm 1975, đã có trên 32.000 thanh thiếu niên nhi đồng miền Nam được đưa ra Bắc bằng nhiều con đường khác nhau để nuôi dưỡng và học tập. Nhiều thập kỷ đã trôi qua, song ký ức về hành trình đầy gian khổ nhưng luôn ấm áp nghĩa tình trên đường ra Bắc năm xưa, đến nay vẫn còn in đậm trong tâm trí của những thế hệ học sinh miền Nam là một trong những người được lên chuyến tàu chở đồng bào cán bộ chiến sĩ từ miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954. Ông Nguyễn Trung Cang nhớ rất rõ khí thế của những đoàn quân tập kết ngày ấy. Người đi quyết tâm xây dựng miền Bắc vững mạnh, củng cố thành trì kiên cố cho cách mạng miền Nam. Người ở lại nguyện giữ chọn lời thề son sắt thủy chung, quyết đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khi mà đi đó thì nó vậy chứ nó cũng có cái 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 luyến luyến tiếc tuy là mừng vui nhưng mà cũng có cái nhớ nhớ quê đó, đó tình cảm lúc đó thiệt còn bà con mà đi tiễn mình đi xuống tàu đó thì rất là đông nhưng mà không có người nào gọi là người thân người nhà trong đó hết trơn hết trời và đi đó là là, 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 là tiễn nhau đó thì là có một cái điều rất là không thể nào quên được đó là chào nhau tạm biệt đi thì là vinh quang ở thì là anh dũng và chào nhau bằng cách là dơ hai cái ngón tay để mà chào tạm biệt trên những con tàu viễn dương kilinki của bà lan stavropol akaslet của liên xô năm xưa những người con miền nam luôn nhận được sự chăm sóc tận tình chu đáo của đoàn thủy thủ từ nơi ăn nghỉ cho đến chăm sóc sức khỏe trên cả chặng đường Tình hữu nghị đoàn kết quốc tế của các nước xã hội chủ nghĩa anh em đã khiến cho hành trình vượt trùng khơi tiến ra Bắc của đồng bào miền Nam với bớt đi những khó khăn vất vả. Họ có bộ phận riêng của họ, họ chuyên nấu ăn, và có bộ phận riêng về y tế, họ chuyên đi thăm các cái đoàn, các cái phòng mỗi một buổi sáng, mỗi một buổi chiều hoặc là có trường hợp nào cần thiết mà bị bệnh đó, thì phải cấp có cái nơi để đến đó báo cho biết còn về mặt đó là chăm sóc sức khỏe là vậy còn ăn uống thì cứ ngày ba bữa rồi người ta cứ chia về rồi từng đơn vị một là các người đi lạnh về ăn người nước ngoài đó nấu cơm nấu cơm bằng những cái chảo lớn rồi có những cái ổ bánh mì mà người ta nói là bánh mì gối đó bánh mì mà bột đen đó là cho như vậy là hồi đó là tạo là tạo liên xô Đấy là được ăn cơm được ăn cơm và được ăn bánh mì đấy rồi là được xem chiếu phim ở trên tạo bon tàu có chiếu phim cho coi sau năm 1955 việc đưa con em miền Nam ra Bắc học tập công khai đã không thể thực hiện được do vậy nhiều con em miền Nam đã được đưa sang Campuchia sau đó bằng nhiều con đường khác nhau ra Bắc học tập. Cùng với đó, nhiều học sinh miền Nam đã được tổ chức bí mật vượt đường Trường Sơn ra Bắc. Những búp măng non gan dạ dũng cảm với chiếc ba lô nặng trĩu trên vai vượt qua núi cao, thác gành dưới mưa bom báo đạn của kẻ thù để ra Bắc học tập, để lại dấu ấn trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Trường Sơn thì khổ lắm, núi rừng treo leo, mưa tầm mưa rừng rừng sơn thì biết rồi mưa từ sáng tới chiều chỉ có trùm áo mưa mà đi lội núi băng rừng mà trên trời thì máy bay nó cứ đảo quần đó rồi nó thả bom thì sự hướng dẫn của các cô các chú thì mình núp theo cái những cái tán cây to đi khoảng 3 tháng thì chúng tôi vượt trường sơn ra tới quảng bình nghĩ lại Quảng Bình cũng mấy mấy ngày đó thì lên xe lửa được đi xe lửa mừng lắm mà cũng lạ lắm nữa ở trong miền Nam thì nói xe lửa đâu có biết mà ở ngoài kia tàu quả đâu biết lên xe lửa thì mừng lắm đi thấy vui hành trình tập kết ra Bắc dù ở thời điểm lịch sử nào bằng con đường nào cũng thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của đồng bào miền Nam dành cho Trung ương Đảng Bắc Hồ và miền Bắc ruột thịt. Hành trình ấy đã thôi thúc cả dân tộc đoan kết, quyết tâm vượt qua mọi gian khó, hiểm nguy để đi đến ngày toàn thắng, Bắc Nam sum họp một nhà. Xác định công tác an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo hội viên, các tầng lớp phụ nữ tham gia, qua đó giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, hoàn cảnh nghèo khó, gia đình chị Lê Thị Thực không dám nghĩ đến một ngôi nhà mới. Nhưng nhờ cuộc vận động xây dựng mái ấm tình thương của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ cùng với sự chung tay góp sức của địa phương, bà con dòng họ, năm 2023, chị Thực đã xây dựng được căn nhà kiên cố. Từ khi được Hội Phụ Nữ hỗ trợ được làm nhà đến nay, thì gia đình nhà ba tôi đã được thoát nghèo. Và chúng tôi đã làm ăn với chung cuộc sống và cũng trở nên ổn định hơn cái học ổn định. Đồng hành hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi yếu thế là một trong những hoạt động trọng tâm luôn được các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa quan tâm. Từ năm 2022 đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã hỗ trợ xây sửa 253 máy ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, đỡ đầu trên 2058 trẻ mồ côi với kinh phí mỗi năm khoảng 10 tỷ đồng, trao tặng hàng chục nghìn xuất quà, học bổng, sổ tiết kiệm cho phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ vùng biên, kịp thời hỗ trợ đồng bào ảnh hưởng thiên tai, hoạn nạn, lũ lụt. Công tác an sinh xã hội được thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tích cực tham gia. Chúng tôi sẽ giả soát các cái đối tượng chị em mà thuộc hộ nghèo để có cái phân loại để rồi có các cái biện pháp giúp đỡ cho nó phù hợp với từng đối tượng. Trong những năm qua thì hàng năm thì chúng tôi cũng có đến trên dưới 100 hội viên phụ nữ là được hội giúp đỡ thoát nghèo. Ngoài cái việc phát huy vai trò của các cấp hội trên địa bàn toàn tỉnh thì chúng tôi cũng luôn nhận được cái sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các cấp các ngành. Đặc biệt là đối với các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà hảo tâm cũng luôn đồng hành, chia sẻ đối với tổ chức hội trong nhiều năm qua. Đã hỗ trợ rất là nhiều về tinh thần và nguồn lực từ đó thì chúng tôi cũng phối kết hợp để hỗ trợ xây dựng máy ấm tình thương, các phần quà cũng như là đỡ đầu, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Thông qua các chương trình hoạt động ý nghĩa, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời huy động các nguồn lực, giúp nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện phát triển kinh tế, trẻ em tiếp tục tới trường và không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 10, tại huyện Cẩm Thủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thi trình diễn giới thiệu thuyết trình về trang phục truyền thống và thi người đẹp dân tộc trong trang phục truyền thống tỉnh Thanh Hóa năm 2024. Hội thi đã thu hút 110 thí sinh đến từ 11 huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, các đội lần lượt trải qua hai phần thi đồng đội và cá nhân. Đối với thi đồng đội, mỗi đội thực hiện các phần thi chào hỏi, trình diễn trang phục, hùng biện Phần thi cá nhân, mỗi đội lựa chọn một thí sinh nữ có độ tuổi từ 18 đến 25 tham gia thi trình diễn trang phục năng khiếu và thi ứng xử có nội dung liên quan đến trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số. Các đội đã mang đến hội thi những phần trình diễn đặc sắc, trang phục đẹp mắt, lời thuyết minh hấp dẫn, gây ấn tượng sâu sắc với khán giả, qua đó tạo nên bức tranh đa sắc màu về văn hóa con người và sức sống của đồng bào các dân tộc miền núi xứ Thanh. Hội thi còn là dịp để các thí sinh gặp gỡ giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, có cái nhìn và hiểu biết sâu sắc về những giá trị văn hóa trên mỗi trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao 11 giải tập thể và 12 giải cá nhân cho các đội thi. Dự án xử lý khẩn cấp sạt lở cụm công trình công sở xã Trung Thành và trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Trung Thành huyện Quan Hóa đang được chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu bàn giao đưa công trình vào sử dụng trong thời gian sớm nhất. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa cho biết đến thời điểm hiện tại, tiến độ dự án xử lý khẩn cấp sạt lở cụm công trình công sở xã Trung Thành và trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Trung Thành đã đạt khoảng 60% các đơn vị thi công đã hoàn thiện phần đào xử lý đất toàn bộ hệ thống mái cơ của dự án, đồng thời tập kết vật liệu thép cốt pha máy móc và đang gia công đổ bê tông cốt thép không dầm các mái cơ chuẩn bị cho việc thi công hệ thống neo giữ ứng lực, neo đất. Tuy nhiên, tình hình thời tiết diễn biến bất thường, nhiều đợt mưa lớn kéo dài đã làm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ dự án. Từ tháng 7 đến nay là do ảnh hưởng của các đợt mưa bão lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến huyện quan hóa, nhất là cơn bão số 3 và số 4 thì cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án là không triển khai được dự án. À, để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ dự án thì hiện nay à, thời tiết mưa giá, chủ đầu tư cũng đã yêu cầu đơn vị thi công là tập trung máy móc nhân công để tăng cường tăng tăng cường và tăng ca thực hiện để sớm nhận khai đảm bảo tiến độ. Hiện nay, việc học của học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trung Thành vẫn đang tiếp tục được bố trí tại trường tiểu học Trung Thành để đảm bảo hoạt động chuyên môn không bị gián đoạn. Nhà trường cũng động viên cán bộ giáo viên cố gắng khắc phục các cái khó khăn đó để hoàn thành cái việc dạy học cho cho học sinh một cách đúng tiến độ và đảm bảo cái chất lượng tốt nhất có thể. Dự án xử lý khẩn cấp sạt lở cụm công trình công sở xã Trung Thành và trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trung Thành, huyện Quan Hóa được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tháng 9 năm 2021. Khi thi công được khoảng 90% khối lượng, khu vực này tiếp tục xuất hiện hiện tượng nứt gãy tại nhiều vị trí, gây sạt lở hư hỏng, biến dạng các hạng mục, ảnh hưởng tới chất lượng công trình, trực tiếp đe dọa tới an toàn các trường học, công sở và các hộ dân nơi đây. Trước tình hình đó, tháng 2 năm 2024, Thường trực tỉnh ủy đã cho ý kiến chỉ đạo về việc thống nhất lựa chọn phương án xử lý khẩn cấp sạt lở cụm công trình công sở xã Trung Thành và trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trung Thành, huyện Quan Hóa. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa đang chỉ đạo chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung phương tiện máy móc, nhân lực để nhanh tiến độ thi công, thực hiện chia kíp tăng ca, phấn đấu hoàn thành công trình vào cuối tháng 12 năm 2024. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định số 4163 ngày 18 tháng 10 năm 2024 công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại thị trấn Mường Lát và các xã Trung Lý, Quang Triều, huyện Mường Lát. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, bão số 4 và các hình thế thời tiết gây mưa, trong tháng 9 năm 2024 trên địa bàn huyện Mường Lát đã xảy ra nhiều đợt mưa lớn dẫn đến nhiều vị trí sườn núi tại khu phố Na Khà thị trấn Mường Lát, bản Suối Tút, xã Quang Triều, trường tiểu học Trung Lý 1, xã Trung Lý xuất hiện các vết nứt rộng, tạo thành các cung trượt gây hư hỏng thiệt hại một số công trình hạ tầng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng tài sản của nhân dân và nhà nước, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến các công trình khác trong khu vực dự báo trong thời gian tới đặc biệt khi có mưa lớn tình hình sạt lở có diễn biến rất phức tạp khó lường do đó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao ủy ban nhân dân huyện mường lát cùng các sở ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết thiên tai và tình hình sạt lở báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền khi có các tình huống phát sinh nguy hiểm xảy ra đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và chủ động các biện pháp ứng phó triển khai ngay các biện pháp cảnh báo, tổ chức cắm biển sự cố, khoanh vùng, lập rào chắn, cử người canh gác 24 trên 24 giờ tại khu vực bị ảnh hưởng của sạt lở, không để người phương tiện và vật nuôi đi vào các khu vực nêu trên. Tiếp tục yêu cầu người dân, học sinh và giáo viên bị ảnh hưởng của sạt lở phải đi sơ tán, di rời để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Bố trí chỗ ở, chỗ học tạm và hỗ trợ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho học sinh, giáo viên và người dân phải đi sơ tán di rời không để ai bị đói rét, không có nơi ở. Khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án ứng phó theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người và tài sản theo phương châm 4 tại chỗ, kịp thời xử lý các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Ngày 18 tháng 10, tại huyện Cẩm Thủy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão số 3 trên địa bàn 3 huyện Cẩm Thủy, Quan Sơn, Quan Hóa. hưởng ứng chương trình thông qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 4 ngân hàng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam đã đăng ký trao tặng 1.202 sổ bảo hiểm xã hội, 9.260 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 26 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 với tổng trị giá gần 16 tỷ đồng. Tại Thanh Hóa, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã trao 55 sổ bảo hiểm xã hội, 400 thẻ bảo hiểm y tế, tổng trị giá trên 701 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão số 3 trên địa bàn 3 huyện Cẩm Thủy, Quan Sơn, Quan Hóa. Đây là sự động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng về chi phí khám chữa bệnh nhờ có thẻ bảo hiểm y tế khi không may ốm đau bệnh tật, có cơ hội được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để khi đủ điều kiện sẽ được hưởng lương hưu và có thẻ bảo hiểm y tế khi tuổi già chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại